Xin chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hệ thống âm thanh hội thảo đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Đức. Và thương hiệu mình đang muốn nhắc tới chắc chắn là các bạn đã đoán ra được rồi đúng không? Và không ngoài ai khác chính là hãng Sennheiser. Với 75 năm kinh nghiệm phục vụ trong ngành kỹ thuật điện tử hàng không và âm thanh chuyên nghiệp, thì Sennheiser là một thương hiệu mang lại được cái sản phẩm đa dạng và chất lượng rất là cao cấp dành cho người dùng. Và hệ thống âm thanh hội thảo Sennheiser ADN hôm nay mình muốn review đến các bạn sẽ là một sản phẩm không ngoại lệ. Và nếu như các bạn bỏ qua những thông tin này thì thực sự là rất là tiếc đấy. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá về tính năng cũng như là cách sử dụng của em Sennheiser ADN này nhé. Sản phẩm mình sẽ giới thiệu tới các bạn trong video này. Đầu tiên đó là Micro Sennheiser ADN D1. Thứ hai đó là bộ điều khiển trung tâm có dây Sennheiser ADN CU1. Cả hai sản phẩm này thì đều được nhập khẩu chính hãng từ Đức và mang lại được cái kết nối âm thanh chất lượng cao cấp phù hợp với các nhu cầu để kết nối âm thanh trong các cuộc hội họp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá về hệ thống hội thảo Sennheiser ADN này nhé. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là thiết bị trung tâm ADN CU1. Thiết bị trung tâm này thì có quyền hạn điều khiển lên tới 40 máy đại biểu, tương đương với thiết bị của 40 người. Và chúng ta kết nối nhiều hay ít thì sẽ phụ thuộc vào độ dài của dây cáp. Thiết bị này được đánh giá là khá tốt trong tầm giá, bởi vì so với các thiết bị có cùng phân khúc trên thị trường thì thiết bị này có cái hiệu suất làm việc cao hơn và trong một không gian rộng lớn hơn. Và để tìm hiểu về hiệu suất của em nó thì các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo của video nhé, thì các bạn chắc chắn là sẽ bất ngờ về hiệu suất của sản phẩm này. Thiết bị cung cấp cấu hình đầy đủ, rất nhanh chóng và dễ dàng trên màn hình menu với 13 ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, gói phần mềm tích hợp quản lý hội nghị có thể được sử dụng trực tiếp trên CU1 bằng cách kết nối màn hình, chuột và bàn phím. Chính vì thế, tất cả các công việc của người quản lý hội nghị cho phép giám sát và kiểm soát tổng quan hội nghị một cách chuyên nghiệp và tiện lợi. Mình với các bạn một thông tin thú vị nữa, đó là sản phẩm này được chứng nhận đối tác với Crestron, nhà sản xuất thiết bị tích hợp và tự động hóa hàng đầu thế giới. Việc này sẽ giúp cho hệ thống hội nghị hay AV nói chung của người dùng được đảm bảo tối ưu và đồng bộ hóa một cách tối đa. Sau khi thiết lập thì thiết bị có thể hoạt động ở nhiều chế độ, chẳng hạn như chúng ta chọn vào chế độ truy cập và ghi đề thì tất cả mọi người trong cuộc họp đó đều có thể nói một cách đơn giản, đó là bằng cách ấn phím ở trên micro của thiết bị. Và trong một cuộc họp thì chúng ta có rất là nhiều micro được kết nối, vì vậy mà thiết bị này còn cho chúng ta được cái chức năng đó là có thể kiểm soát được chế độ cài đặt, kiểm soát được số lượng mic cũng như là yêu cầu dành cho mic nào nói và mic nào không được nói, vì thế sẽ giúp cho các bạn có thể kiểm soát cuộc họp một cách dễ dàng. Khác so với các sản phẩm thông thường thì Sennheiser ADN của Đức còn giúp chúng ta có thể quản lý thời gian một cách dễ dàng. Thiết bị trung tâm có thể điều khiển được người nói đó được nói trong vòng bao nhiêu phút, bao nhiêu giây và sẽ có hệ thống thông báo là người đó sắp hết quyền hạn để nói và có quyền được quyết định là người đó có được nói tiếp hay không. Điều này thì giúp cho chúng ta kiểm soát cuộc họp một cách dễ dàng, thật tiện lợi đúng không nào? Với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng chỉ khoảng 6,5kg thì rất là tiện lợi cho chúng ta trong việc vận chuyển. Và việc tiêu thụ điện của sản phẩm này thì cũng rất là tiết kiệm điện năng, tiêu thụ chỉ khoảng 245W. Và khi đó thì chúng ta lắp đặt ở trong những cái không gian khác nhau với những nguồn điện khác nhau thì chúng ta không sợ là nguồn điện quá yếu để duy trì cái hoạt động của thiết bị này. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng thiết bị này trong nhiều không gian khác nhau mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Thiết bị thứ hai trong hệ thống Sennheiser ADN của Đức đó chính là bộ Micro ADN D1. Micro Sennheiser ADN D1 thì được kết nối với thiết bị trung tâm bằng dây cáp cát 5. Và thiết bị thì có thiết kế micro cổ ngỗng kiểu Super Carrier với chiều dài linh hoạt, giúp chúng ta có thể điều khiển một cách dễ dàng và phù hợp với tư thế cũng như là vị trí của người nói. Thì các bạn có thể thấy đây, mình có thể điều khiển cách rất là linh hoạt như thế này. Đặc biệt là sản phẩm này được thiết kế với hai màng loa giúp cho âm thanh phát ra một cách trong trẻo, chân thực và rõ ràng. Khi nhìn vào thiết kế này thì các bạn đoán sản phẩm sẽ nặng khoảng bao nhiêu?
Bật mí với các bạn là nó chỉ nặng khoảng 700g thôi, rất là nhỏ gọn đúng không? Và với thiết kế này thì chúng ta có thể lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau và mang lại một cái style rất là sang trọng và gọn gàng. Và khi thiết bị được thiết lập thì micro sẽ hoạt động ở chế độ là truy cập trực tiếp. Vì vậy mà tất cả các đại biểu tham gia cuộc họp có thể nói vào bất cứ lúc nào, hoặc là trong chế độ yêu cầu được nói hay là chờ được người cho phép nói. Nằm trong phân khúc sản phẩm cao cấp nên micro này thì mang lại cái khả năng hiểu giọng nói của chúng ta rất là cao, có thể lọc âm thanh của giọng nói của chúng ta rất là tốt, khó để lẫn tạp âm, và khả năng này thì ít sản phẩm nào có thể đạt được. Và để sử dụng thiết bị này thì chúng ta chỉ cần thao tác rất là đơn giản, là chúng ta ấn giữ nút như này. Và khi đó thì sẽ có một cái đèn màu đỏ báo hiệu ở đây là thiết bị đã được hoạt động và các bạn đã được kết nối vào trong cái hệ thống trung tâm của nhiều mic đại biểu. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cái thông tin tổng quan về thiết bị trung tâm cũng như là chiếc micro này, và bây giờ thì mình sẽ lắp đặt hai cái thiết bị này với nhau để cho các bạn có thể quan sát trực quan là chúng ta sử dụng nó như thế nào và cách lắp đặt ra sao nhé. Và trước mặt mình hiện tại là thiết bị trung tâm và micro của ngỗng. Và ngay bây giờ thì mình sẽ kết nối các thiết bị này với nhau để cho các bạn quan sát, để chúng ta thấy là cái việc kết nối này vô cùng dễ dàng và đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ cắm jack nguồn cho thiết bị trung tâm. Và sau khi cắm jack thì chúng ta sẽ cùng bật cái công tắc này lên nhé. Ok. Và để kết nối hai thiết bị với nhau thì như phần trước đó mình đã giới thiệu là chúng ta sẽ sử dụng dây cáp Cas5. Và với dây cáp Cas5 này thì chúng ta sẽ cắm vào cổng có ký hiệu là port 1 ở trên thiết bị trung tâm. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ kết nối vào cổng có ký hiệu là in của micro. Và bây giờ việc của chúng ta là làm thế nào để có thể kết nối được nhiều thiết bị micro cùng một lúc đúng không? Và để kết nối thì chúng ta sẽ sử dụng các dây Cas5 như thế này. Và như mình có nói trước đó là việc kết nối được bao nhiêu thiết bị nó sẽ phụ thuộc vào độ dài của dây. Với cái mic micro đầu tiên này thì mình sẽ cắm tiếp vào cái cổng của ký hiệu là out. Ok, đây là ký hiệu in và out rất là rõ ở phía mặt trong của micro nha các bạn. Và với chiếc mic tiếp theo này thì chúng ta sẽ cắm vào cổng có ký hiệu là in. Ok. Và như vậy là mình đã kết nối với phương pháp là kết nối song song, mình đã kết nối được thiết bị trung tâm với chiếc micro của hệ thống hội thảo Sennheiser ADN của Đức. Và tiếp theo thì mình sẽ có một và ở đây thì mình có một sợi dây tín hiệu và mình sẽ cắm vào cổng XLR out. Và cổng out này thì để kết nối với thiết bị âm thanh đường ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử là chiếc mic của chúng ta sẽ được hoạt động như thế nào nhé. Và để hoạt động được chiếc micro này thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần ấn vào công tắc ở phía trước mặt của mic như thế này. Và khi ấn lên thì có một cái đèn màu đỏ sẽ báo tín hiệu là các thiết bị này đã được nhận, để các bạn có thể quan sát. Rất là đơn giản đúng không nào? Vừa rồi là những thông tin mình chia sẻ tới các bạn về các thiết bị âm thanh đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và nếu như các bạn còn có lăn tăn hay câu hỏi gì về các thông số kỹ thuật của sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline của chương trình Audio, đó là 0904 575856. Còn để đặt hàng cũng như nhận những chương trình khuyến mại khác thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.